Xin chào cô chú anh chị, hiện tại là mình đang làm video ở Melbourne, Úc Châu. Hôm nay mình có cái đề tài rất là hay muốn nói cho cô chú anh chị nghe, là hãy làm bác sĩ cho chính mình. Nghe nói mà tới bác sĩ vậy thì mình nghĩ tới là mình phải học tới mười mấy năm để mà ra cái bằng bác sĩ, và sau đó là thực tập rồi phải làm rất là nhiều thứ mới có cái bằng bác sĩ. Thì đây là mình nói đó là cái bằng đó cô chú anh chị nha. Bác sĩ là có khả năng chữa bệnh nha, và phải học rất là nhiều, học về cơ thể con người, về cơ chế cấu tạo cơ thể con người, và các loại thuốc để mà chữa bệnh nha. Nhưng mà cái người bác sĩ mà giỏi thật sự là người bác sĩ chữa hết bệnh này nhưng mà nó không có gây ra cái bệnh khác. Có nghĩa là chữa hết bệnh này rồi nhưng không gây ra bệnh khác, đó mới là bác sĩ thực sự giỏi. Chứ còn chữa bệnh này mà gây ra một cái bệnh khác cũng như không. Nếu mà chữa hết bệnh này rồi mà nó sanh ra cái bệnh khác thì chẳng phải là đang nuôi bệnh à? Đang đang tạo ra bệnh. Mà hiện nay á, là cô chú anh chị biết là thuốc là để chữa bệnh không? Nhưng mà thuốc có tác dụng là để chữa bệnh nhưng mà tác dụng phụ thì không ai đề cập tới hết. Hoặc là nếu có tác dụng phụ thì nói cái đó rất là nhẹ, nhưng mà thật sự nó có nhẹ không thì không biết. Người ta không có đề cập mạnh vô cái chuyện đó, mà họ chỉ biết là cái thuốc đó là để chữa cái bệnh hiện tại đây. Mà cái bệnh đó là giống như thế này, ví dụ có một cái đám cháy thì lúc đó cái alarm báo cháy nó sẽ kêu lên, hú hú lên nha. Thì thay vì là mình phải dập tắt cái đám cháy thì mình không có dập tắt đám cháy, mà mình chỉ tắt cái alarm, mình tắt cái alarm báo cháy để cháy đừng kêu nữa. Như vậy hỏi khi mà mình tắt cái alarm thì cái đám cháy nó còn không? Đám cháy nó vẫn còn tại mình chưa dập tắt mà. Thì đôi khi cái việc uống thuốc nó cũng giống như vậy đó, nó chỉ dập tắt cái ngọn thôi, nhưng mà thay đổi làm sao thì không ai nói hết. Làm sao phải thay đổi? Có nhiều cô chú anh chị vô trong kênh của mình ha, thì có nói là họ ăn chay để mà hết bệnh, để mà phòng ngừa những cái bệnh lạ đó. Bệnh lạ giống như là bệnh đột quỵ rồi tiểu đường rồi bị ung thư vậy. Nhưng mà hỏi ủa sao những người ăn chay đó vẫn bị tiểu đường, vẫn có nguy cơ ung thư, vẫn bị ung thư, vẫn bị đột quỵ? Là tại sao vậy? Là tại vì ăn không có đúng cách. Chứ không phải là bạn nói bạn ăn chay là bạn sẽ hết bệnh đâu. Nên những gì mà mình cần biết là mình cần biết cái cơ chế của bệnh, cơ chế của cơ thể của mình như thế nào, và tại sao nó lại có bệnh này bệnh kia vậy. Bản thân mình thì lúc nào mình cũng hay hỏi là tại sao thế này, tại sao thế kia. Có nhiều người thì không thích cái câu hỏi tại sao đâu, tại vì không tìm được câu trả lời đó. Thì khi mà ai hỏi tại sao rất là bực mình ha. Nhưng mà đối với bản thân mình á thì mình rất hay hỏi tại sao, nên thành ra là càng hỏi tại sao là mình càng đi tìm coi là tại sao tại sao nó lại như vậy. Mình gọi là mình không không biết thì mình phải đi tìm hiểu đó nha. Càng không biết thì phải càng đi tìm hiểu. Chứ còn mà ví dụ như mà mình nghĩ là mình tất cả mình biết rồi, hết rồi đó, thì mình không bao giờ bị tìm hiểu hết. Giống như các loại thuốc ha, khi mà mình nói tới thuốc á thì thuốc là để chữa bệnh, nhưng mà thuốc hay á là thuốc có thể chữa các loại bệnh mà không gây ra tác dụng phụ, mà tác dụng phụ đó nó không có sanh ra cái bệnh khác. Chứ nếu mà nói uống thuốc để chữa bệnh nhưng mà chữa hết bệnh này nó sanh ra bệnh khác thì cũng như không. Thí dụ như cô chú anh chị bị nhức đầu đi, tại sao bị nhức đầu? Thì mình cũng đã từng nhức đầu. Nhức đầu là cái chuyện rất là bình thường ha. Mình làm việc quá sức, là làm việc cái nào mà nó liên quan tới đầu óc nhiều á là mình sẽ bị nhức đầu ha. Mà mình bị nhức đầu thì mình không biết ủa tại sao mình nhức đầu, thì tại vì mình làm việc quá sức. Cái nhức đầu đó là cái cơ thể của mình nó báo hiệu là cơ thể của mình đã quá mệt mỏi rồi, và cái mình cần thiết là đi ngủ. Chứ không phải là mình uống thuốc vô để cho nó hết nhức đầu mà mình cứ việc làm tiếp nữa, mà trong cái đó cơ thể mình nó quá mệt rồi. Thì đó là kiến thức rất là căn bản thôi, để mà mình hiểu được cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình là người hiểu rõ nó nhất.
Thí dụ như cô chú anh chị xây một căn nhà đi, xây một căn nhà cho cô chú anh chị ở nó khác với xây một căn nhà cho người khác ở nhà. Có nghĩa là cái gì mà làm mà tự mình làm á, lúc nào nó cũng kỹ hơn đó. Dạ, còn giống như của người khác thì chưa chắc kỹ, mình kỹ bằng. Thì bệnh nó cũng giống vậy á. Thí dụ như cô chú anh chị hiểu cái cơ thể cô chú anh chị như thế nào thì cô chú anh chị có thể tự, giống như là tự làm bác sĩ cho chính bản thân mình mà không cần đến sự can thiệp của y tế quá nhiều. Nói đến đây á, thì có nhiều cô chú anh chị nói trời, tôi đâu có học ngành y ngày nào đâu mà kêu tôi làm bác sĩ. Cái này là bác sĩ cho chính bản thân mình nha. Mình hiểu được cái cơ chế bệnh hoạn, mình hiểu được là tại sao bị bệnh này, tại sao bị bệnh kia, để mà mình né nó, thay vì á, là mình đợi cho nó bệnh rồi rồi lúc đó mình mới đi chữa nha. Lúc đó thì bắt buộc là phải có sự can thiệp dạ. Nhưng mà nếu cô chú anh chị biết cái cơ chế đó và mình né nó sẽ không gây ra cái hậu quả đáng tiếc. Thí dụ như bây giờ ai cũng có nguy cơ đột quỵ mà cái tiểu đường, tại sao bây giờ nhiều người bị tiểu đường quá nhỉ? Tại sao cái hiện tại bây giờ nhiều người lại dễ bị ung thư quá? Thì đó là cái câu hỏi đó, và mình phải đi tìm hiểu, mình mới biết câu trả lời là tại sao nha. Nếu mà cô chú anh chị cảm thấy thắc mắc thì là phải đặt câu hỏi nha, phải đặt câu hỏi ra để mà có cái câu trả lời, chứ nếu mà không đặt câu hỏi thì sẽ không bao giờ có câu trả lời. Có một câu như thế này ha, buồn uống rượu cho hết buồn, nhưng mà hết rượu rồi tỉnh rồi á, hỏi chuyện buồn nó còn không nha. Chuyện buồn nó vẫn còn y chang đó thôi, là tại vì anh uống để anh quên cái chuyện buồn nha. Nhưng cái chuyện buồn nó vẫn còn nằm đó, nhưng mà khi mà anh uống xong á là lá gan của anh là nó bị tổn thương nè. Mình nói ủa sao nhiều người người ta uống quá trời người ta có bị gì đâu nha, thì tại chưa bị nha, tại chưa bị chứ không phải là không bị ha. Khi mà cô chú anh chị đưa cái chất mà có cồn á nha, hoặc là những cái loại mà để mà hút ra khói đó, thì nó gây ra cái gì thì cô chú anh chị chưa biết được. Tại vì trong những chất đó là có rất là nhiều chất hóa học, mà khi mà chất hóa học nó vô người mình á là nó sẽ gây tổn thương những cái bộ phận bên trong của mình, nhà là gan, phèo, phổi nọ đó. Đó đó là những thứ mà cô chú anh chị cần phải biết để mà mình tránh, để tránh những cái bệnh đó. Có nhiều người nói ủa cái người đó uống rượu đó mà có bị ung thư gan đâu. Dạ, người ta sẽ không bị ung thư gan tại vì người ta bị đột quỵ trước khi bị ung thư gan. Ok, thì đó là cái mà mình cần phải học ha, để mình biết về cái cơ thể mình như thế nào để mà có thể tự làm bác sĩ cho chính mình. Ngay cả bản thân mình cũng là người đang đang học dạ, đang học những cái cơ chế về cái bệnh đó để mà mình biết mà mình né nữa. Dạ, thì sắp tới đây mình sẽ làm những cái video nói về cái sức khỏe, tại sao lại bệnh đó, dạ, tại sao có bệnh này, tại sao có bệnh kia, và cô chú anh chị có thể biết được là cái nguyên nhân tại sao và có thể rút ra được là mình cần phải làm gì cho cơ thể mình để né được những bệnh đó. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Để cái video này nó truyền đến nhiều người hơn, thì cô chú anh chị có thể cho nó một like. Dạ, và đăng ký kênh để cô chú anh chị biết được là những cái video nào mình sắp mới 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 vừa đăng đó. Và nếu cô chú anh chị có ý kiến gì thì cứ comment ở dưới đây, dạ, cho mình biết ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.